Thường các bác là tiếng cực kỳ uy lực nha các bác nhé, tiếng cực kỳ uy lực. Bây giờ đây thì em đã làm một cái video ngắn test nhanh cái con đẩy BV kép, mã của nó là D2650. Đây là cái đơn hàng của cái bác khách ở Hải Phòng bác đặt hàng nhé. Bác Tô Văn Bảo, thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng, thành phố Hải Phòng. Và đây thì em làm một cái video ngắn test nhanh những cái bộ sản phẩm cho bác ấy. Thì con đẩy này thì dòng đẩy của BV kép nha các bác nhé, nguồn đồng. Và đây em đã mở hết cái nội thất bên trong để các bác biết nội thất bên trong con này. Đấy. Thì cái con này thì dòng BV kép thì chạy rất là ổn định, chạy rất là ổn định. Và đặc biệt con này là đây nguồn đồng nha các bác nhé, em đã cạo cái phần nguồn đấy ạ, nguồn đồng đấy ạ. Tiếng thì cực kỳ uy lực nha các bác nhé. Đây là một cái dòng vang Lake Acoustic, lô này mới về ngày hôm qua nha các bác nhé. Lô mới về ngày qua là cái phiên bản nâng cấp, dòng sản phẩm bán cực kỳ chạy. Và cái lô này thì lại có cái tem tem lock nha các bác nhé, lô có tem lock. Đấy thì em chỉ đi sâu về con đẩy này các bác nhé. Đây thì có 4 quạt làm mát, 2 quạt trước, 2 quạt sau, 4 8 tụ lọc nguồn nha các bác nhé, 15.000 mi 80V, tụ rất là to. Và dây dợ con này thì rất là cẩn thận các bác nhé. Các bác nhìn những cái tụ gốm đấy ạ, chở gốm này, chở sứ này, nhìn trông nó rất là chất nhá. Và con này dùng sò mốt phép nhá, LG MV kép nhá các bác nhá. Với cái sò này thì công suất rất là khỏe và chạy nó rất là mát máy. Đây thì em chỉ làm một cái video tắt nhanh sản phẩm cho các bộ cho các bác này thôi nhá. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video. Tiếng rất là hay.